cách rồi. Bà ơi. Bà ơi. Nhanh lên. Nhanh lên. Hả? Ôi không. Tạm biệt Dung nha. Diana. Ba ơi. Chào con. Yeah. Con sợ quá. Nó còn sống. Xin chào. Thank you.
Wow. Chào con yêu. Yeah. Wow. Bây giờ mình được an toàn rồi. Ôi cao. Em có cách.
không? Đừng lo lắng. Ba có cách rồi. Thank you.
đâu. Hai tiếng. Yeah! Lễ hội hóa trang. Mình không sợ. Được rồi. Năm con.
Ba ơi! Diana! Sao vậy con? Có ma. Ừ, làm gì có ma chứ. Con xem này. Bây giờ hãy ngủ đi ha. Chuyện gì vậy con? Con nhện ở trong phòng của con. Con nhện sao? Con nhìn nè. Hãy tô màu cho nó. Rất đẹp. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon con yêu. Chuyện gì nữa con? Con chuột. Chuột đâu? Ồ, ba biết rồi. Sao vậy con? Bên ngoài cửa. Tuyệt chưa?